Xin chào Xin chào các anh chị và các bạn đến với chương trình cảnh báo Và trong video này thì Thái Lê tin chắc là sẽ đưa lại rất là nhiều cái thông tin quan trọng Đối với tình hình thị trường chứng khoán trong cái thời điểm hiện nay Và như trên tiêu đề các anh chị đã thấy đó là cái hai cái nội dung rất là quan trọng Và rất là nhiều anh chị hiện nay đang rất là quan tâm Đó chính là liệu phiên giao dịch của cái ngày 25 tháng 11 có phải là một cái phiên bùng nổ theo đà hay không và đây gần như là một cái câu hỏi và gần như là rất là nhiều anh chị quan tâm và có thể là đầu tuần tới mọi thứ sẽ còn quan tâm đến một cái quá mức hơn nữa à, và do đó nên là trong video này thì thái lê muốn bóc tách ra hai cái nội dung rất là quan trọng đó là bùng nổ theo đà hay là bún sáp và nếu mà chúng ta tự tin quá mức trong một cái phiên bùng nổ theo đà hay là chúng ta quá nghi ngờ trong một cái phiên bún sáp thì hai cái vấn đề đấy cũng đều là có thể tìm kiếm được rất là nhiều tiền À, và xin mời các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái chương trình ngày hôm nay à, chương trình cảnh báo chứng khoán chúc các anh chị có một cuối tuần vui vẻ nha Có lẽ đầu tiên thì Thái Lê sẽ đi cùng với các anh chị qua về những cái quan điểm và các cái đánh giá của Thái Lê đối với tình hình thị trường trong cái bối cảnh như hiện nay để sau đó bắt đầu chúng ta mới đi sang cái câu chuyện đó là bull sáp hay là bùng nổ theo đà các anh chị nhá. À, về xét tổng quan về thị trường trong cái phiên giao dịch của cái ngày cuối cùng của tuần vừa rồi 25 tháng 11 thì thực sự, sự đó là một cái phiên hết sức là tích cực và chúng ta đã thấy là hầu hết trên các cái nhóm ngành đều giữ được sắc xanh đâu đó chỉ có một số cái cổ phiếu là giữ được cái sắc đỏ như là nhóm nước và khí đốt hay là dược phẩm hay là bia đồ uống thôi còn lại gần như những cái nhóm chủ lực như là ngân hàng như bất động sản như là chứng khoán như là thép thì đều có một cái đà tăng hết sức là ấn tượng cả cái nhóm ngành đầu tư công sản xuất thực phẩm hóa chất gần như là ngày hôm qua là một cái phiên mà chúng ta thấy là đại đa số các cái nhóm ngành đều có một cái mức tăng điểm cả và một điểm nhấn nữa ngày hôm qua đó là cái mức tăng 2,5% kèm với là một cái mức thanh khoản khoảng tầm rơi về gần 11.000 tỷ. Ở đây chúng ta thấy là cái tổng hợp này nó hơi bị nhầm tí. Hôm qua là 11.000 tỷ. Do đó nên là cái câu nói về cái việc bùng nổ theo đà đang được rất là nhiều anh chị quan tâm và Thái Lê thấy đó là điều quan tâm không hề sai, không hề sai trong cái thời điểm hiện nay. Và đầu tiên thì Thái Lê cũng sẽ đi qua về cái đánh giá của các cái chuyển động thủ tức của trong cái phiên cuối tuần vừa rồi liệu các tổ chức như thế nào thì ở đây trên thống kê của Hose thì ngày phiên ngày hôm qua khối ngoại đã tiếp tục mua ròng gần 700 tỷ chúng ta nhớ là cái phiên của cái ngày thứ năm thì khối ngoại cũng đã nhảy vào mua khoảng tầm gần 1.000 tỷ thì ngày hôm qua tiếp tục mua ròng khoảng tầm 700 tỷ trong khi đó khối tự doanh ngày hôm qua tiếp tục mua ròng ở 228 tỷ Thái Lê còn nhớ là đối với khối tự doanh đối với khối tự doanh thì trong cái ngày 24 à ngày 24 chúng ta thấy à giao dịch à, các bên khối ngoại à, 58 tỷ tự doanh bán ròng. Đây là ngày 24, ngày 25 à, sẽ thấy là đây. Trong ngày 20 à, trong cái phiên ngày giao dịch của ngày thứ năm khối ngoại đã mua ròng 233 tỷ và tự doanh mua ròng 143 tỷ. Đấy là hai cái à, phiên liên tiếp mà chúng ta thấy là cái sự đồng thuận của khối ngoại cũng như tự doanh. Ngoài ra một cái thống kê nữa ở trên Facebook đó chính là uh, các cái uh, giao dịch của các cái nhà đầu tư tổ chức thì ngày hôm qua cũng tiếp tục mua ròng duy nhất của cái phiên ngày hôm qua các chị biết ai là bán ròng đó là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư uh, cá nhân ngày hôm qua theo ghi nhận bán ròng khoảng tầm 1.400 tỷ và đó cũng là những cái phiên mà có lẽ là khi bùng nổ lên thì cái uh, sự kìm hãm mà sự nắm giữ hàng của nhà đầu tư trong những cái thời gian vừa qua những nhà đầu tư bắt đáy được thì chúng ta đã tìm kiếm được những cái lợi nhuận khá là lớn còn đối với những cái nhà đầu tư mà bị kẹt hàng thì có thể là đến cái ngưỡng là chịu đựng của họ và họ chỉ kỳ vọng đến tầm đấy và có thể là uh, buông bỏ uh, tuy nhiên thì cái thời điểm hiện nay thì vẫn đưa lại cho chúng ta một cái cảm xúc đó là bùng nổ theo đà vào cái cuối tuần này rất là dễ nhiều anh chị chúng ta sẽ có thể sớm nhập cuộc trở lại và sợ nhất đó là nhập cuộc vào những cái phiên FOMO Uh, về cái quan điểm của Thái Lê uh, trước tiên này chúng ta sẽ đi qua về cái uh, uh, góc nhìn của Thái Lê uh, trong cái thời điểm hiện nay uh, trước khi chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung về cái, các cái phiên trap thì có lẽ về cái đánh giá trong ngắn hạn thì uh, Thái Lê cũng đã đưa ra một cái phiên uh, đánh giá của cái thời điểm mà đầu tuần ngày 22 tháng 11 khi mà Index của chúng ta có những cái sự bứt phá và đã cái này đã có một cái dự báo từ ngày 21 đó là Index có thể kéo lên ở cái vùng 983 và sau đó thì thị trường của chúng ta sẽ có một cái cú điều chỉnh rơi về ở cái vùng 935 và thử thực sự thì nó đã rơi về và bắt đầu là tiếp tục một cái hành trình. Cho vậy nên là đó là cái lý do vì sao mà trong hai phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì gần như Thái Lê khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia vào những cái phiên mà khi đó có một cái sự giảm điểm rất là mạnh mẽ trong hai phiên vừa rồi. Còn ngày hôm qua đó là một cái sự tận hưởng khi mà đã bật tăng lên. Đó, quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần đúng không? Chúng ta sẽ thấy là như vào ngày 21 tháng 11. Đây chúng ta sẽ thấy là vào cái thời điểm mà ngày 22 thì quan điểm của Thái Lê khi đấy vẫn giữ ngày 22 tháng 12 đó là vn sẽ có một cái vùng đó 945 cho đến ngày 982 à 982. Và chúng ta thấy là vn cũng đã có một cái cú bật tăng của đúng cái ngày 22 tháng 11 là lên ở cái vùng mà 983 à, lên vùng 983 và gần như đến cái thời điểm đấy thì cũng khá là nhiều cổ phiếu nhưng mà đa số là cổ phiếu là đang cho các cái điểm chờ đang cho cái điểm chờ cái thời điểm đấy thì bắt đầu thái lên đánh giá là chúng ta sẽ chờ đợi các cái nhịp rung lắc điều chỉnh để có thể tham gia và nâng cái tỷ trọng lên là tạo à, 50 phần so với là cái danh mục của các anh chị trong cái bối cảnh mà khi mà thị trường sau khi đã chạm cái vùng mà 982 này thì chúng ta sẽ chờ đợi về cái vùng 945 năm. À, do vậy nên là gần như các cái giá đây các anh chị có thể thấy là khi đó khi mà nó có một cái sự điều chỉnh về thì bắt đầu là nhập cuộc và bắt đầu cho đến cái các cái phiên gần đây nhất đó là cái phiên ngày 23 trở đi. Trong cái ngày phiên ngày 23 trở đi thì gần như các cái cổ phiếu mà đã đưa ra các cái khuyến nghị đã bắt đầu về các cái vùng giá mua và sau đó thì Thái Lê còn đưa ra một cái đánh giá về cái thời điểm mà giảm mạnh nhất đó là cuối phiên của ngày 23 tháng 11 là bắt đầu khuyến nghị các chị nhảy vào mua như Hòa Phát, như là Kinh Bắc VND hay là HDC và cho đến cả ngày ngày 24 cái sự rung lắc thì Thái Lê vẫn đánh giá đó là về cái ngưỡng 930 và 935 và thị trường thực sự là trong cái ngày thứ năm chúng ta chứng kiến những cái sự uh, rung lắc về cái vùng 935 đến mấy lần uh, nó chỉ chạm về cái vùng 935 chỉ có một cái lần ở phiên chiều thôi nhưng mà trong cả một ngày đấy thì nó cứ rung lắc 935 cho đến 937 và sau đó đó là cái giai đoạn mà Thái Lê khuyến nghị uh, tiếp tục các anh chị nhà đầu tư của chúng ta mua và nắm giữ mua và nắm giữ các cái cổ phiếu và có lẽ nói đó là một cái trạng thái nghi ngờ nhất à, trong cái thời điểm hiện nay và gần như là à, ngày hôm qua thì Thái Lê cũng à, đánh giá là gần như là các chị à, mua nốt của cái phiên ngày thứ năm và từ cái phiên ngày thứ sáu thì Rum sẽ không có khuyến nghị các chị mở mua mới nữa mà chờ đợi vn bứt phá qua cái vùng 973 và kỳ thực thì à, ngày hôm qua thị trường cũng đã đóng cái vùng 971 mà đó cũng là một cái điều tích cực và chúng ta sẽ chờ đợi rõ ràng và cụ thể hơn trong cái phiên thứ hai đầu tuần này. À, thứ hai và thứ ba có lẽ là một cái phiên đầu tuần và cái chị có thấy là đến cái thời điểm hiện nay thì uh, sau cái việc mà đảo hàng bán của cái phiên ngày thứ ba và ngày thứ tư thì gần như là sau đó là chiều thứ tư và ngày thứ năm bắt đầu đã mua lại và cũng đều đang có những cái mức lợi nhuận khá là tốt và ngày hôm qua thì gần như thế Lê không còn khuyến nghị các chị nhà đầu tư mua nữa để các chị thấy được đó là về cái uh, quan điểm tình hình nắm giữ của hay là mua vào của Thái Lê trong thời điểm hiện nay trước khi chúng ta đi về cái câu chuyện là bùng nổ theo đà hay là trap các anh chị nhá Rồi bây giờ là quay trở lại về cái mục rất là quan trọng đó là cái thời điểm hiện nay. Thời điểm hiện nay thì thời điểm hiện nay thì chúng ta đang rơi vào những hai những cái 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 cái, cái tâm lý đó nghi ngờ hay là tự tin à, khi mà nghĩ đến cái vấn đề là một cái phiên trap À, nếu mà các anh chị chúng ta chỉ nghĩ về cái mỗi cái bùng nổ theo đà thì tất nhiên ai cũng đang có một cái sự tự tin cuối tuần này có thể là về đi xoay tiền này túi tiền này các là phải rút tiền đang gửi tiết kiệm ra để chuẩn bị à, tránh bị cái FOMO và đáng tiếc luôn là cái trong cái đầu tư chứng khoán thì khi mà chúng ta tự tin nhất là rất là dễ khi chúng ta bị FOMO và chúng ta có thể là bị dính những phiên trap nếu đó là một trong những cái phiên mà đang quá trình là tạo đáy và đi lên thì đó là một cái bull trap mà chúng ta đã gặp rất là nhiều và thế nào là nhiều thì một lát nữa thay lê sẽ đi cùng với các chị thứ hai nữa đó là cái về cái trạng thái gia dục hiện nay cũng đưa lại cho chúng ta một cái cái đó là sự nghi ngờ và khi nghi ngờ thì chúng ta thường khá là lo lắng à, khá là lo lắng và giống như là cái phiên của ngày thứ tư phiên ngày thứ năm khi thị trường của chúng ta rơi một cái điểm mà khá là xấu và rơi về các cái vùng chín bốn mươi chín ba mươi rất là nhiều anh chị khi đấy thời điểm hiện đấy lại nghĩ đến cái vấn đề đó là 900 hay là dưới 900. Và quan trọng nhất là đó, đó là các cái ký ức không đẹp đẽ của chúng ta rơi vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11 tiếp tục hiện về. Ký ức đó là như thế nào? Đó là cái thời điểm này các chị. Đó, đó là cái thời điểm mà 27 tháng 10, chúng ta thấy là thị trường cũng bật lên và bắt đầu tích lũy và và sau đó lại tiếp tục một cái hành trình giảm. Một hành trình giảm. Và quá khứ nữa thì đó là cái thời điểm là ngày 18 và ngày 19 tháng 10 Cũng thị trường có một nhịp hồi phục tích lũy đi ngang và sau đó tiếp tục giảm Thực sự đây là đều là những cái phiên mà làm cho chúng ta tiếp tục bị tổn thất Nhất là khi mà cái sự tự tin của chúng ta ở cái vùng mà tích lũy này rất là cao à, ở, ở đây rất là cao Và đây gần như đều là những cái phiên mà khi xảy ra những đặc biệt là cái phiên mà ngày 19 là hay là ngày 20 của tháng 10 thì gần như là khi mà tăng lên ở vùng này kèm những cái thanh khoản sụt giảm thì Thái lê đều khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư của chúng ta nên hạ trợ tỷ trọng hết à, và còn lại đến cái phiên này là một cái phiên mà thái lê cũng đánh giá khá là cao khi mà nó có thể bứt phá tuy nhiên khi mà nó bị mất đi cái vùng tây này cái thì phải yêu cầu các anh chị nhà đầu tư của chúng ta là bán một cách không thương tiếc ở vào cái thời điểm mà rơi mà mất cái vùng một ngàn một cho đến một ngàn và sau đó chúng ta thấy là viên đã có tiếp tục một cái đà giảm và quay trở lại cái lần thứ ba ở đây thì khi mà thị trường giảm trong hai cái phiên vừa qua thì làm cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta đều nghi ngờ về cái vấn đề này. Đáng tiếc là nghi ngờ thì chúng ta nếu mà bán mất hàng thì hơi đáng tiếc và bởi vì sau đó cái ngày thứ sáu thì nó đã có một cái phiên bật tăng vô cùng là mạnh mẽ và bật tăng vô cùng là mạnh mẽ và gần như là cái quan điểm của Thái Lê trước đó thì cũng đánh giá cái chờ đợi à, mua cái um, mua vào cái ngày 24 à và ngày à uh, 23 trước đó thì chúng ta sẽ chờ đợi này vùng hỗ trợ mạnh uh, quanh viên đó là đây là cái ngày 24 các anh chị nha ngày 24 là cái uh, phiên uh, ngày thứ năm đấy thì uh, viên sẽ quanh và uh, chạm hỗ trợ mạnh ở cái vùng 930 và 935 sau đó viên đếch sẽ tích cực và khi cuối phiên của thứ sáu hoặc thứ hai có một cái sự bứt phá trở lại trên 973 đó tức là cái nhịp lượt này thì uh, quan điểm của Thái Lê đánh giá đây cũng là những cái thời điểm mà khá là tốt thực ra là cái đợt này có một cái sự tự tin hơn khi mà trong cái phiên của ngày 16 tháng 11 và cũng như là cái phiên ngày 18 tháng 11 nó có một cái xác nhận cái dòng tiền khá là khỏe và dòng tiền khá là an toàn hơn so với những cái thời kỳ trước à, so với những cái thời kỳ trước và đó chính là cái yếu tố mà 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 giúp cho Thái Lê cũng đánh giá cái đợt này nó sẽ có dự kiến là một cái nhịp hồi phục khá là tốt tuy nhiên tất cả mới chỉ là ngắn hạn tất cả mới chỉ là ngắn hạn thôi liệu nó có bứt phá được uh, lên để đi thẳng lên đến cái vùng một ngàn một hay không hay là đâu đó chỉ lên ở quanh cái vùng giá một ngàn hay là còn thấp hơn nó là uh, cái vùng chín trăm chín mươi thì bắt đầu lại quay trở lại một cái nhịp điều chỉnh thì làm sao đó cũng là một cái mà rất là dễ các chị nếu mà chúng ta mua đuổi ở những cái vùng này có thể bị dính thì ở trong cái chương trình này thì thái lê sẽ đi chi tiết hơn các chị ở hai cái nội dung thứ nhất đó là bùng nổ theo đà và thứ hai đó là bootstrap và chúng ta sẽ nhận diện nó như thế nào à, và trong cái chuỗi chương trình ngày hôm nay thì sau khi thái lê đi vào các cái phân tích về bùng nổ theo đà và bootstrap thì chúng ta cũng sẽ có cái nhận định thị trường cũng như là đi về các cái nhóm cổ phiếu và các cái nhóm ngành tích cực trong cái bối cảnh và thời điểm hiện nay các chị nhá rồi bây giờ là đi đầu tiên đó là về cái bùng nổ theo đà là gì khái niệm về bùng nổ theo đà đó là đây là một cái trường phái của William Monell và là phiên xuất hiện của ngày thứ tư đến ngày thứ bảy sau phiên phục hồi đầu tiên đó là ngày có mức tăng trên 1% và khối lượng lớn hơn ngày trước đó cũng như là trung bình của 30 đến 50 viên vậy trong cái thời điểm hiện nay của chúng ta đã hội tụ đủ các cái yếu tố đó hay chưa đây chúng ta sẽ thấy là liệu đã hội tụ đủ hay chưa thì chúng ta sẽ xem ở đây à, đây là một cái phiên giao dịch của cái ngày hôm qua và chúng ta đã thấy nó có một cái mức tăng đó là 2,5% Rất là tốt rồi đúng không ạ à, 2,5% rất là tốt rồi Ngoài ra nữa thì hiện nay cái thanh khoản Cái volume của, của ngày hôm qua đó là 554 triệu Thì bây giờ là chúng ta đã thấy so với So với là cái trung bình của 50 ngày Thì nó đã vượt qua trung bình 50 ngày Nhưng mà nó thấp hơn trung bình của 30 ngày Đấy là cái đặc tính của Trong cái thời điểm của phiên giao dịch ngày 25 tháng 11 và ở đây thì Thái Lê sẽ đi cùng với các anh chị đó về cách nhận biết và các chiến lược và đây là cái mô hình của index trong cái thời điểm hiện nay Đấy như đây là cái đóng nến của cái ngày hôm qua Và cái đợt bùng nổ cái đợt bùng nổ theo đà gần nhất của chúng ta là khi nào Đó là phiên ngày 20 tháng 7 à, Phiên ngày 20 tháng 7 các chị sẽ thấy là Đây là một cái phiên giao dịch mà thị trường cũng đã có một cái mức tăng Trên 1,5% kèm với là một cây cây thanh khoản rất là lớn Và cây thanh khoản này là một cây cây nhỏ khá là uy tín Bởi vì nó gần như vượt qua cả những cái ngày trước đó và vượt qua cả trung bình của 30 cho đến 50 phiên Các chị thấy đây là một cái phiên rất là cao và rõ ràng mặc dù nó không tạo ra một cái sóng rất là tích cực trở lại các cái vùng đỉnh nhưng mà từ cái vùng này chúng ta thấy nó đã duy trì cho chúng ta khoảng tầm một tháng hơn một tháng để giao dịch và đương nhiên trong một tháng giao dịch này thì chúng ta đã tìm kiếm được vô cùng là nhiều cái lợi nhuận trên cái thị trường do đó nên là nếu mà chúng ta bỏ qua cái cơ hội nếu mà quay trở lại một lần nữa phiên bùng nổ theo đà này có thể một tháng tới thì chúng ta cũng có thể là bị à, bỏ lỡ mất đi một cái cơ hội khá là tốt để đón một cái mùa xuân ấm áp đúng không ạ? Đương nhiên là bên cạnh cái mùa xuân ấm áp đó thì chúng ta cũng không thể quên được đó chính là nếu xảy ra một cái phiên bull trap thì có lẽ Noel này và Tết Dương này cũng không còn nhiều niềm vui nữa. Do đó nên là trong cái video này để Thái lại không phải muốn đưa lại một cái suy nghĩ về cái sự tiêu cực nhưng mà chúng ta luôn luôn trong cái đầu tư phải có những cái nhận diện và trong cái video này mặc dù là thái lê là một cái người mà đánh giá về các cái điểm hỗ trợ khá là tốt mua trong cái tuần vừa rồi nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn phải có một cái góc nhìn khách quan đó là khi nào xảy ra bún sáp và nếu xảy ra bún sáp thì chúng ta phải xử lý như thế nào do vậy nên là chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm thứ hai đó là thế nào là bún sáp và có lẽ ở hai cái khái niệm này nhiều anh chị đã nghe thấy rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể là bị mơ hồ về các cái khái niệm này và cái cách nhận diện nó ở trong cái thời gian tới À, sẽ như thế nào để cho chúng ta tốt nhất ví dụ như để nói về cái phiên bùng nổ theo đà nếu mà chúng ta không hiểu rõ quá cụ thể về cái này thực ra thái lê cũng không phải là một người theo cái trường phái của william o'neil nhưng mà về những cái khái niệm về bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ đều phải nắm được đó gần như là những cái nền kiến thức nền tảng và nếu mà cái chị chúng ta bất chợt chỉ nắm được một cái luồng thông tin một phía về cái bùng nổ theo đà cái chị có thể dẫn tới cái việc là chúng ta xuống tiền cấp tốc vào đầu tuần tới nếu mà thị trường của thứ hai tăng một cách tích cực. Thứ hai là chúng ta sẽ chấp nhận mua đuổi bằng mọi giá. Chấp nhận mua đuổi bằng mọi giá và thường thường khi mà xảy ra những cái trong ngắn hạn xảy ra những cái trường hợp FOMO như vậy thì à, một cái thực tế là rất là dễ xảy ra những cái trường hợp thị trường điều chỉnh. Có thể là những cái nhịp điều chỉnh ngắn và sau đó bật tăng lại. Nhưng mà đáng tiếc là những cái nhịp điều chỉnh sau đó làm cho cái chị nhà đầu tư của chúng ta lại tiếp tục xảy ra cái trường hợp là lo lắng và sợ hãi và chúng ta có thể là bán đúng ngay luôn cái vùng hỗ trợ đó chính là cái quá khứ của cái ngày 20 tháng 7 chúng ta có thể thấy là sau cái viên bùng nổ theo đà nó đã có tăng lên tiếp tục hai viên ở đây anh chị thấy không tăng lên hai viên ở đây và thái lê tin là có rất là nhiều anh chị thời điểm hiện nay có thể đã quên nhưng mà chúng ta có thể lần lại cái ký ức và lần lại cái lịch sử của cái giao dịch rơi vào cái ngày từ 21 cho đến ngày 25 tháng 7 để anh chị thấy là sau cái hai cái viên này và gần như ở hai cái viên ngày à, ở đây chúng ta sẽ mở ra này đó, Thái Lê sẽ mở tên này để cho các chị sẽ thấy được cái thực tế hơn đây à, đây là ngày 25 tháng 5 này chúng ta thấy cũng có một cái phiên bùng nổ này một cái phiên bùng nổ rồi sau đó nó chạy lên được cầu cũng được một đoạn này và bắt đầu đấy đây rớt đây một cái cái lo lắng tuy nhiên cái phiên mà phiên mà xảy ra cái sự bùng nổ theo đà an toàn là ngày 20 tháng 7 ở đây các chị thấy là đến gần như là cái ngày 21 này rồi ngày 22 các anh chị sẽ thấy là media sẽ đưa ra cái truyền thông về cái bùng nổ theo đà khá là nhộn nhịp và gần như chúng ta có thể bị cuốn ở đấy và nếu các chị nhảy vào mua đúng ở hai cái phiên 21 và ngày 22 thì Thái Lê tin là rất là nhiều anh chị khi hàng T2,5 rồi T3 về chúng ta khá là hoang mang ở cái vùng này bởi vì khi đấy thị trường đã có một cái cú điều chỉnh nhưng ở đây chúng ta thấy là nó đã bật lên đỉnh của nó là 1 ngàn 2 và sau đó nó giảm về ở vùng bao nhiêu đẹp các chị sẽ thấy là thấp nhất đó là thấp nhất ở đây đó là 1178 còn là cái đỉnh điểm của nó ở đây đó là cái vùng mà hai như vậy nó rơi tiếp tục khoảng tầm 30 đến 40 điểm nữa và rất là dễ làm cho chúng ta hoang mang và có thể bán đúng ở đoạn vùng này vậy cái việc mà nhận diện là được những cái vấn đề về phiên bull trap này thì uh, nữa thì chúng ta sẽ có thể là bớt đi cái sự tự tin quá đà đúng không bớt đi cái sự tự tin uh, ngoài ra nữa thì thực trong một cái thực tế là khi mà thị trường của chúng ta có một cái đà tăng thì cái nhịp hồi phục và tăng đấy nó sẽ không khó có thể tạo ra một cái đợt mà kéo dài liền mạch và 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 không có điểm dừng. Do vậy nên trong một cái đà tăng thì luôn luôn sẽ còn phải có những cái áp lực chốt lời ngắn hạn. Đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay, đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay bởi vì cái thời điểm hiện nay các anh chị thấy là trong một cái đao sen và tổn thất quá lớn, nhà đầu tư khi nhảy vào chúng ta chỉ cần có những cái kỳ vọng khoảng tầm 10 đến 15% trong ngắn hạn đó là một cái kỳ vọng quá là tốt rồi do vậy nên là cái việc áp lực suốt lời trong ngắn hạn thời điểm hiện nay nó sẽ xảy ra khá là nhiều nó sẽ xảy ra khá là nhiều và chính cái việc mà xảy ra nhiều như vậy để cho chúng ta biết được là trong một cái nhịp hồi phục kéo dài thì không bao giờ có một cái mạch tăng liên tục mà nó sẽ cần phải có những cái phiên nghỉ chân và những cái phiên nghỉ chân đó là cái thời điểm mà các anh chị chúng ta có thể tận dụng để tham gia vào một cách an toàn và có một cái uh, ít nhất là có những cái vùng giá uh, hiệu quả và tham gia vào các cái vùng hỗ trợ rồi bây giờ thì đấy là những cái sự tích cực nhất trên cái thị trường của chúng ta còn ngược trở lại bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chuyện thứ hai đó là trap, đúng không nếu mà chúng ta cứ mải miết về cái bùng nổ theo đà mà quên đi những cái quá khứ về trap và trap trong cái video này các chị sẽ thấy một cái điều giật mình đó là trap xảy ra vô cùng là nhiều xảy ra vô cùng là nhiều chỉ có là chúng ta cứ mỗi lần cái nỗi đau cứ dai dẳng dai dẳng nhưng mà chỉ cần một cái viên ngồi ngày thứ sáu ngày hôm qua thì gần như chúng ta lại cảm thấy là xóa nhòa đi những cái nỗi đau trước đúng không nếu các chị thấy là thực sự thị trường chứng khoán rất là dễ lật mặt như vậy các chị có thể comment giúp thái lê số 1 nhé và ngoài ra nữa nếu các chị đánh giá trong cái phiên ngày hôm qua và trong cái sự cà báo của cái tuần tới đó là một phiên tăng hay một phiên giảm các chị cũng có thể là gõ chữ tăng hoặc chữ giảm để thái lê biết cái sự tương tác của các chị ở trong cái chương trình ngày hôm nay ạ À, rất cảm, cảm ơn các anh chị ạ. Rồi ok Bây giờ là Thái Lê sẽ chuyển sang luôn Ở cái thứ hai đó là Bull Sharp Và đấy đó chính là cái bẫy tăng giá Và có lẽ Cái Bull Sharp Các anh chị sẽ bất ngờ trong cái việc thống kê à, Thứ nhất đó là đi về cái khái niệm Đó là một cái tín hiệu giả xuất hiện Khi thị trường cổ phiếu đi xuống Bull trap xuất hiện khi trader nghĩ là cổ phiếu sẽ đảo chiều phục hồi và bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới. Có thể là những phiên vừa qua các chị bỏ lỡ. Có thể là chúng ta đang kỳ vọng vào cái phiên ngày 25 tháng 11 và có thể là thứ hai thứ ba tiếp tục tăng. Và thứ hai thứ ba cái chết nhất đó chính là cái hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng từ media, hiệu ứng từ các cái room, hiệu ứng từ diễn đàn và làm cho trái tim của các anh chị đang đập ở những cái nhịp khoảng tầm 60 đến 80 lần trên một phút thì có thể bùng nổ lên khoảng tầm 120 lần trên một phút và các anh chị cảm thấy lo lắng nếu mà mình không tham gia ở đây thì cơ hội để lấy lại những gì đã mất trong cái năm 2022 hay là cái cơ hội để sinh lời trong thời gian tới để đón một cái mùa Noel vui vẻ thì có thể bị mất. Do vậy các anh chị có thể nhảy vào luôn. Đáng tiếc cái bull trap nó vẫn luôn luôn rình rập nó vẫn hiện diện ở đấy, nó chỉ chờ chúng ta nhảy vào nữa mà thôi. Đó một cái cái hết sức là đau khổ. Và trong cái này thì Thái Lê sẽ đưa ra các cái đánh giá về nhận biết cách phòng tránh và cũng như chiến lược sao cho nó phù hợp, các anh chị nha. À, trên cái màn hình của các anh chị ở đây thì Thái Lê cũng đang uh, chia sẻ lại cái hình ảnh của Index trong bối cảnh hiện nay. Đây là cái viên của cái ngày hôm qua, các anh chị này. À, luôn luôn cập nhật cho các anh chị cái những cái hình ảnh nó mới nhất, gần nhất, uh, thiết thực nhất để các anh chị có thể tránh được cũng như là thứ nhất là chúng ta không bị bỏ lỡ cơ hội nhưng mà cũng cũng không bao giờ là bị quá là phong mô đây là những cái thời điểm mà xảy ra bullshap những cái phiên màu đỏ các anh chị à, các anh chị đã thấy nó dai dẳng liên tiếp từ cái thời kỳ tháng năm cứ mỗi lần nó bật lên chúng ta đang kỳ vọng quá lớn thì nó lại tiếp tục sụp hố kéo lên ở đây rồi lại tiếp tục sụp hố kéo lên ở đây tiếp tục sụp hố rồi tiếp tục ở đây rơi vào cái thời điểm mà quanh ba tháng gần đây nhất của chúng ta cũng xảy ra như tháng 9 xảy ra này rồi ở giai đoạn của tháng 10 và tháng 11 thì rất là nhiều phiên và đặc biệt nhất đó là cái hai cái câu chuyện gần nhất đó là giữa tháng 10 và cuối tháng 10 vừa rồi Thái Lê chia sẻ các anh chị và chính hai cái câu chuyện này thì nó làm cho các anh chị rất là lo lắng trong những cái phiên thị trường tích lũy vừa rồi và đặc biệt nhất đó là hai cái phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm ngày thứ tư và thứ năm vừa rồi khi thị trường giảm thì đúng là ai cũng lo lắng ai cũng lo lắng cả và nghĩ đến cái kịch bản là quay trở lại ở hai cái thời điểm là giữa tháng 10 và thời điểm là cuối à, cuối tháng 10 vừa qua đầu tháng 11 lệnh vậy trong thời gian sắp tới ở đây có xảy ra hay không à, trong thời gian sắp tới có xảy ra hay không và một cái câu chuyện nữa đó là bây giờ để nhận biết được cái bẫy tăng giá này thì chúng ta sẽ nhận biết ở đâu thứ nhất đó là để nhận biết được thế nào là một cái bull trap thì chúng ta sẽ cần phải có những yếu tố trên sau thứ nhất đó là một cái phiên à, hồi phục sau cái đợt giảm điểm Đấy, ví dụ như ở đây sau một cái đợt giảm điểm thì nó sẽ có những cái phiên đảo chiều và sau đó nó lại có tiếp tục một cái trap và nhận biết ở đây boot trap ở đây các anh chị sẽ thấy đó là một cái phiên tăng nhưng mà cái thanh khoản nó sụt giảm rất là lớn một phiên tăng nhưng mà thanh khoản nó sụt giảm rất là lớn thì đó xảy ra một cái trap thứ nhất đó là về thanh khoản cho vậy nên là trong các cái phiên tới các anh chị nếu mà thấy thị trường của chúng ta bật tăng lên mà thanh khoản sụt giảm một cách nghiêm trọng nó giảm một cách bình thường thì không sao nhưng mà nó giảm một cách nguyên nghiêm trọng nó giảm hơn so với trung bình rơi vào khoảng tầm 30 thì các anh chị phải để ý có thể là bull sáp có thể xảy ra các anh chị nhá thứ hai nữa đó là bull sẽ thường xảy ra ở các cái vùng kháng cự vậy kháng cự này các anh chị có thể tìm kiếm ở đâu các anh chị nếu mà là các anh chị đã tham gia vào cái lớp phân tích kỹ thuật phương tây mà đội ngũ itp tổ chức đào tạo miễn phí cho các anh chị nhà đầu tư khi theo dõi trên kênh youtube của itp vào thời điểm đầu tháng 11 thì chúng ta cũng không còn lạ lẫm về có các cái cách sử dụng các anh chị có thể xác nhận bằng trend các anh chị có thể là sử dụng các cái đường MA để chúng ta để đưa ra các cái điểm mà kháng cự và đặc biệt nhất là các cái vùng kháng cự ở đây thường thường đối với bún sáp chúng ta sẽ nhớ đó là một số những cái điểm con số rất là đơn giản đó là các cái con số chẵn thường thường là những cái con số kỳ quái nhất kỳ quái nhất và nó đã được tổng hợp rất là nhiều lần và ở đây Thái Lê theo dõi trong thị trường trong những thời gian vừa qua thì các cái con số tròn thường thường là những con số rất là nhạy cảm về hỗ trợ và kháng cự à, ví dụ như ở cái thời điểm mà tháng 6 à, và thời điểm mà của tháng 5 chúng ta thấy đó là con mốc của con số là 1.300 hay là cái thời điểm mà đầu tháng 9 con số đó là 1.300 các chị đó. rồi quay trở lại ở cái vùng này đó là một ngàn, con số của cái 1.200 à, sáp của cái rơi vào cái thời điểm đầu tháng 7 rồi tiếp tục là quay trở lại ở cái vùng này thì chúng ta thấy là các cái con mốc của con số như quanh cái vùng 1 ngàn mốt này rồi quanh con số đó là 1 ngàn thì đây đều là những cái vùng đương nhiên nó có thể có những cái biên độ lệch và để mà xác định một cách chi tiết các anh chị có thể sử dụng những cái công cụ khác ví dụ như xác định trend hoặc là các anh chị có thể sử dụng như các cái đường MA để chúng ta xác định được các cái vùng kháng cự nào các anh chị nhá rồi tiếp theo nữa là đã khi nào xảy ra những cái đợt mà bùng nổ theo đà mà sau đó bull trap hay chưa. <laughs> Có lẽ đây là một cái cái mà Thái Linh nghĩ quan trọng hơn đối với chúng ta thời điểm hiện nay. À, và ở đây chúng ta sẽ thấy đó là phiên ngày 25 tháng 5 các chị. Phiên ngày 25 tháng 5. Đây là một cái phiên mà các chị sẽ thấy là cái thanh khoản của nó đã tăng lên một cái rất là mạnh mẽ, nó mạnh hơn cả cái thời điểm như hiện nay so với cái trung bình trước đó. Thứ hai nữa đó chính là cái việc là đó là cũng là một cái phiên tăng điểm hết sức là tích cực à, hết sức tích cực các anh chị thấy không sau đó nó tiếp tục kéo lên ở đây rồi lên ở quanh cái vùng ngặt ba và tạo ra một cái vùng tích lũy tạo ra một cái vùng tích lũy nếu các anh chị không nhanh tay nhanh chân ở sử dụng ở cái vùng này có thể đoạn này sẽ rơi vào một cái tình trạng như thế này các cái nhóm ngành nó sẽ có một cái sự luân phiên nó sẽ có một cái sự luân phiên về dòng tiền hôm thì chứng khoán hôm thì bất động sản hôm thì giá dầu nó cứ, nó cứ quẩn quanh như vậy và cái lo lắng nhất là các anh chị nhảy vào một cái cổ phiếu nó đã tăng rồi và bắt đầu sau khi chúng ta thấy nó tiếp tục tăng cái chị phô mô nhảy vào nhưng sau khi nhảy vào thì nó lại không còn đến lượt tăng nữa mà bắt đầu nói điều chỉnh và đi ngang và cái nhóm mà các chị vừa bán ra để nhảy vào FOMO mô thì nó lại đến lượt tăng thế các chị lại hơi bị tiếc nuối các chị lại cảm thấy là cái cổ phiếu vừa mua vào lại lại giảm cái chị lại hoảng loạn cái chị bán luôn cái cổ phiếu mà cái chị vừa mua vào khi hàng về để nhảy trở lại cái hàng cũ một điều đáng tiếc đó là trong một cái vòng luân hồi và vòng tích lũy ở quanh cái vùng này trước khi xảy ra một cái trap thì các cái dòng tiền nó cứ luôn phiên luôn phiên và cái chị sẽ dễ bị à, dễ bị à, không những là bị 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 đốt một lần tài khoản mà có thể đốt hai lần ba lần à, tức là chúng ta có hai ba lần sau đó liên tiếp có thể mắc sai lầm mà chị đó. À, cho vậy ngoài ra ngoài cái việc là thanh khoản ngoài là vùng kháng cự một cái điểm nữa các chị có thể nhận biết trong cái bún sáp đó chính là mô hình nến đó là mô hình nến và các cái mô hình nến thì Thái Lê có rất là nhiều mô hình nến nhưng mà chúng ta tự lại đừng có quan tâm quá nhiều hãy đâu quan tâm đến những cái nến Noji những cái nến Noji đó là những cái nến mà có tín hiệu cụ thể nhất đây là những cái mô hình đến gì mà Thái Lê nghĩ các chị phải nhập tâm trong cái thời gian sắp tới nếu xảy ra những mô hình này là các chị phải nghĩ ngay đầu tiên đó là wow, sắp tới có thể là bull à, sắp tới có thể bullshark bởi vì thực ra chúng ta thấy à, uh, cái quá khứ của chúng ta đã quá nhiều vết sẹo rồi. Bây giờ nếu mà chịu thêm một vết sẹo này nữa thì không biết là noel này đúng là đỏ rực lửa, đúng không? À, nên hy vọng là trong video này sẽ giúp cho các anh chị có những cái uh, sự an toàn hơn trong đầu tư à, và chúng ta bớt đi cái cảm giác FOMO và bớt đi sự nghi ngờ khi thị trường có những sự điều chỉnh ở đây chúng ta thấy là mô hình của bia mộ đúng không cây nến à, bia mộ rồi mô hình à, cây nến đôi di chuẩn và cây nến à, đôi di chuẩn chuẩn thì đây đều đây là ba cái mô hình đến khi mà các chị xảy ra những cái mô hình này trong cái giai đoạn mà thị trường hồi phục sắp tới thì các chị phải nghĩ ngay đến cái câu chuyện mà thái lê chia sẻ ngày hôm nay đó là à, việc à, đôi di các chị nhá <laughs> rồi Rồi thì như vậy là chúng ta đã vừa đi qua những cái nội dung về cái bẫy tăng giá cũng như là cái sáp để các anh chị chúng ta có thể nhận diện Tổng kết lại thì thời điểm hiện nay chúng ta sẽ lưu ý về cái thời điểm đó là nếu mà xảy ra bùng nổ theo đà như thế nào Đó là nếu mà xảy ra bùng nổ theo đà đó giống như là cái phiên ngày 20 tháng 7 Đó 20 tháng 7 này thì chúng ta sẽ lưu ý là sau một cái đà tăng sắp tới trong một cái đà tăng sắp tới ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái sự hưng phấn và sau đó có tiếp tục một cái sự điều chỉnh và Thái Lê kỳ vọng là các anh chị nếu mà còn chưa nhập hàng các anh chị hãy bình tĩnh và nó sẽ thị trường sẽ có những sự điều chỉnh này để các anh chị mua lại ở đây và đây là những cái vùng mua an toàn nhất chứ các anh chị mua đuổi ở đây về đây hàng T3 về mà lỗ khoảng tầm 7-10% thì chắc nó cũng hơi nhiệt ngã hơi nghiệt ngã Ngoài ra nữa thì hiện nay các anh chị thấy thị trường của chúng ta cũng chưa phải thực sự là quá an toàn. Còn đâu đó một cái sự chất sàn của Novaland còn cái sự chất sàn của PDR đó đều là những cái dấu dấu chấm hỏi rất là lớn. Và các anh chị thấy là thị trường bây giờ là giai đoạn khát tiền cực kỳ luôn. Nó khát tiền từ ngân hàng. Ngân hàng bây giờ các doanh nghiệp muốn vay thì cũng không thể vay được. Bây giờ room tín dụng đã cạn rồi. Đâu đó cái đợt vừa rồi có thêm những cái thông tin như là các cái rung tín dụng của À, ngân hàng vốn nhà nước như BIDV, Vietcombank, CTG Là có được cái việc à, nới rung tín dụng thêm 2% nữa à, Thì cũng có những cái luồng thông tin như vậy Và cũng làm cho thị trường của chúng ta có những sự hưng phấn Nhưng mà tuyệt đại là đại đa số bây giờ là cái rung tín dụng vô cùng là khan Do đó nó cũng kiến cho thị trường tiền, dòng tiền trên thị trường ngoài à, Sắp tới của chúng ta cũng rất là là là, là, là eo uột. Ngoài ra nữa các chị thấy này đã rơi vào cái giai đoạn cuối năm rồi, tháng 12 rồi các doanh nghiệp thì bắt đầu cũng đã rơi vào cái giai đoạn đó là chuẩn bị uh, tiền thưởng rồi uh, thu hồi vốn rồi là liên quan đến các cái công nợ cuối năm đúng không ạ bắt đầu là giai đoạn này là ông nào mà đang uh, cho vay là bắt đầu là đi siết nợ các kiểu đó, để chuẩn bị cho một cái tết an lành hay là để bắt đầu trả lương nhân viên rồi trả uh, thanh toán các khoản nợ cuối năm thì cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà cái dòng tiền ngoài xã hội lại càng căng hơn nữa càng căng cứng hơn nữa thứ ba nữa đó là nhìn vậy thôi hai cái phiên của như Novaland các anh chị thấy này à, Novaland chúng ta thấy là cái câu chuyện của Novaland của cái phiên ngày 16 tháng 11 đúng không ạ à, ngày 20 uh, 22 tháng 11 đó à, các anh chị thấy không ngày 22 tháng 11 nó đã có một cái phiên giao dịch uh, vô cùng là bùng nổ để Thái Lê xem lại đây phiên đấy là rơi vào 3,2 ngàn tỷ 3,2 ngàn tỷ chúng ta nhớ là hôm đấy VN30 lên 8 ngàn tỷ bình thường VN30 có 5 ngàn tỷ nhưng hôm đấy là cái câu chuyện PDR và cái câu chuyện của Novaland thì nó đã kéo giúp cho cái thị trường và chứng tỏ là nó từ PDR và Novaland nó kẹt khoảng tầm 4 ngàn tỷ tiếp tục vào cái thị trường này các chị hình dung nào có thêm 4.000 tỷ nó đổ vào Novaland và PDR trong cái phiên của ngày 22 tháng 11 và sau đó nó bị kẹt luôn ở đó tức là cái dòng tiền kỳ vọng những cái dòng tiền đấy là sau khi nhảy vào sẽ tạo ra những cái uh, thặng dư để uh, để sắp tới là còn xử lý các cái công việc khác uh, như là thái lê chia sẻ của cuối năm của các doanh nghiệp nhưng mà đáng tiếc cái nhảy vào cái là cũng bị kẹt luôn ở trong trong cái vũng bùn đấy thế cuối cùng là bây giờ là dòng tiền đã khác thì cạn khát hơn một lần nữa nên về các yếu tố vĩ mô các anh chị thời điểm ngày nay chúng ta đừng có quá là kỳ vọng nhiều Chưa kỳ vọng nhiều các anh chị nhá. À nên là cái việc mà nghĩ ngay đến về cái vấn đề là bull trap đó không hề thừa đâu các anh chị nha Rồi ok, thái lên không đi dài nữa và quay trở lại tiếp tục trước khi chuyển sang phân tích các cái ngành cổ phiếu thì chúng ta lại để ý thêm là khi bull trap thì chúng ta sẽ nhảy vào mua ở những cái viên điều chỉnh này. Và thứ hai nữa, à khi, khi xảy ra bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ nhảy vào mua những cái phiên này. Do vậy nên chúng ta đừng có FOMO vào đầu tuần nếu mà tăng lên. Đó các anh chị thấy không? Đó, đầu tuần à, ít nhất là các anh chị thấy không à, Thái Lê cập nhật vào cái cuối phiên của ngày hôm qua sau khi kết thúc phiên rồi đó là danh mục khuyến nghị đến cuối tuần đang tích cực và anh chị có thể chờ nhịp tăng đầu tuần để chốt lời bớt đó nếu các anh chị không tỉnh đáo là có khi là thị trường mà kéo tăng thứ hai thứ ba là là bên tim của bên rung là Thái Lê khuyến nghị mọi người bắt đầu bớt bán chốt lời rồi đấy À, nên có thể là chúng ta lại có một cái cú trao đổi hàng dành cho những anh chị mà hiện nay đang đứng ở ngoài và sau khi bán ở đây nếu mà về vùng hỗ trợ này nó có những cái sự tích cực thì đấy chính là những cái thời điểm mà chúng ta lại mua lại và cái thời điểm hiện nay thái Lê nghĩ là chúng ta chấp nhận ăn non đi các chị đừng có góc nhìn quá dài bởi vì cái thời điểm hiện nay nó chưa có nhiều cái yếu tố quá lớn à, có thể đối với những anh chị nhiều tiền các chị có cứ giải ngân từng phần từng phần từng phần nhưng mà cái đấy rất là ít còn đại đa số chúng ta hiện nay từ cả cái tổn thất của năm 2022 tổn thất cho đến cả những cái đợt mà gần đây nhất thì cũng đang làm cho chúng ta những cái sự lo lắng nên thái lê cũng muốn là vào những cái thời điểm mà an toàn nhất chúng ta tham gia tránh trường hợp là nghĩ mua xong lỗ 10% mua tiếp mua phần 20% mua tiếp lỗ trăm mua tiếp quan trọng là cái chỗ từ mua tiếp đấy còn tiền để mua hay không và trước đó chúng ta đã sử dụng margin này chưa? Đấy nên là cái thời điểm sắp tới các anh chị chúng ta sẽ chờ đợi những cái sự điều chỉnh ở đây ngoài ra trong bốn sáp lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến một cái vấn đề đó chính là các cái vùng kháng cự và các cái con số chẵn và đó cũng là cái vùng kháng cự ở cái vùng quanh một ngàn này các anh chị hiện nay đã, đang ở cái vùng chín bảy vậy cái việc mà thị trường kéo lên ở các cái vùng một ngàn đây thì thái lê tin là thị trường sẽ tạo ra một cái sự giằng co rất là lớn ở vùng này tạo ra một cái sự giằng co và khi tạo ra một cái sự giằng co ở quanh cái vùng một ngàn này thì có thể là lặp lại một cái phiên bull trap giống như quá khứ đã từng xảy ra của cái ngày bao nhiêu ngày 25 sau khi xảy ra phiên này bắt đầu nó tăng lên ở quanh cái vùng 1 ngàn các chị thấy là hôm đấy là bật lên bao nhiêu đóng cửa là 1268 1268 mà lên 1 ngàn là rơi vào khoảng tầm 32 điểm thì bây giờ là chúng ta bao nhiêu chúng ta là đang 19 à 971 là lên khoảng tầm 29 điểm lên khoảng tầm 29 điểm xét về cái tỷ lệ thì nó cũng tương đương như vậy và nó kéo lên ở đây và xảy ra những cái phiên bull trap hy vọng là trong cái thời gian tới chúng ta sẽ tỉnh táo ở những cái trường hợp này các anh chị nhá và có thể là cái à, cái video này trong vòng thứ hai thứ ba mọi thứ đang diễn ra khá là tốt và các anh chị sẽ quên đi ngay nhưng mà chúng ta hãy nhớ đây là một cái video mà nó có sẽ có cái giá trị trong cả một cái tuần tới và có chăng nữa có thể là tuần tới nữa và đây là một cái việc mà các anh chị luôn luôn nhớ đến <laughs> để tránh cái trường hợp mà thua lỗ và tìm kiếm những cái lợi nhuận ở trong ngắn hạn nhé. Rồi ok, bây giờ là đi vào tiếp tục các cái nhóm ngành. À đương nhiên là uh, cái thời điểm hiện nay thì uh, các cái điểm mua điểm bán của chúng ta thì cũng đang khá là tốt và trong cái quá trình mà đầu tư uh, nếu các chị cần hỗ trợ chi tiết hơn thì Thái Lê cũng uh, hy vọng được đồng hành cùng anh chị trong cái thời gian sắp tới và các chị có thể mở một cái tài khoản ở tại Veb theo ID 6348 và hiện nay cái việc mở tài khoản thì hoàn toàn là online rất là nhanh hoặc các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Thái Lê 097521441 thì Thái Lê sẽ uh, qua Zalo cũng được và Thái Lê sẽ uh, tương tác và hỗ trợ các anh chị. Ngoài ra nếu các anh chị mà đang giao dịch tại VPS mà chưa có ai hỗ trợ tốt thì có thể chuyển một cái ID về uh, VPS 6348 ID 6348 các anh chị nhé Rồi uh, hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành trong cái thời gian sắp tới. Rồi bây giờ Thái Lê sẽ quay trở lại tiếp tục về cái chuyển động của thị trường thời điểm hiện nay và nên ưu tiên những cổ phiếu nào để tham gia à, trong bối cảnh à, và giống như là vừa rồi đã chia sẻ với anh chị, à, giống như đã chia sẻ với anh chị, cái thời điểm hiện nay của chúng ta thì vẫn đang trong một cái trạng thái rất là tích cực, à, một cái trạng thái rất là tích cực và sau khi mà thị trường của sắp tới ở đây sau khi chạm về 1935 thì Thái Lê vẫn đánh giá nó có thể đi lên ở quanh cái vùng giá 1020 đó là cái vùng cản mây đây là cái vùng giá mục tiêu xa nhất anh chị nhé đây là vùng giá mục tiêu xa nhất và có thể là nó còn xa hơn ở đây nữa thì chúng ta sẽ phải chờ đợi nó cái phản ứng ở đây ít nhất là lên ở đây nó sẽ có phản ứng tuy nhiên về trong sử dụng ichi và lúc nãy thái lê có chia sẻ với anh chị đó chính là cái sự tích cực của thị trường trong phiên ngày thứ hai các anh chị có tin là thứ hai là một phi phiên thị trường hết sức là bùng nổ không và khi xảy ra cái bùng nổ ở đấy nếu mà nó có tăng lên cái vùng 990 đến 1000 thì đó là cái thời điểm các anh chị hết sức là coi chừng bởi vì sao bắt đầu từ cái phiên của ngày thứ ba trở đi thì trên cái góc nhìn của Ichimoku chúng ta sẽ có một cái khách sạn và đây là một cái mô hình mà nó có thể xảy ra cái việc lặp lại như thế này đó chúng ta có thể thấy là xuyên suốt nó có thể chạy như thế này nhưng mà trong ngắn hạn nó có thể xảy ra những sự điều chỉnh nên Thái Lê hy vọng là khi xảy ra cái điều chỉnh thì à, các anh chị có thể tránh được cái uh, cái thua lỗ trong ngắn hạn đó đó là lý do vì sao mà ở trên cái room hiện nay của Thái Lê Thái Lê có cập nhật các anh chị là Hầu hết các cổ phiếu mặc dù mua T1, T2 thì đều có lợi nhuận khá là tốt Nhưng mà có thể là thời điểm đến đấy chúng ta đừng có kỳ vọng Lên 15% là quá mừng rồi, đúng không? 13, 15% là quá tốt rồi Các chị có thể là chốt lời bớt rồi chúng ta sẽ chờ đợi canh các điểm mua ở đây Và Thái Lê tin một cái điều đó là sau một cái phiên mà bùng nổ theo đà Nếu các chị theo dõi mà không thấy được các cổ phiếu có điểm mua một cách tích cực Mà tiếp tục là khó khăn, tiếp tục tăng Thì các chị đích thị, các chị phải nghĩ đến ngay cái vấn đề là nó sẽ xảy ra một cái sự điều chỉnh nó không thể nó không phải là một phiên bull nhưng mà nó sẽ xảy ra một cái sự điều chỉnh giống như cái phiên giao dịch của ngày 25 tháng 5. Các chị nhớ xem lại quá khứ nhá. Nhớ xem lại quá khứ quá khứ luôn luôn lặp lại. À, luôn luôn lặp lại. Và ngoài ra nữa thì khi đã gọi là về bùng nổ theo đà theo William O'Neil á thì theo thống kê nó có đến 1/3 số lần bùng nổ theo đà thất bại. Và không có một cái gì gọi là nó chắc chắn 100% cả. À, ok ạ. Dạ. Rồi thì với cái trạng thái khách sạn bắt đầu từ ngày thứ ba thứ tư thì Thái Lê đánh giá khả năng cao là viên đách của chúng ta sẽ có một cái vùng điều chỉnh ở đây. À, sẽ có một cái vùng điều chỉnh trở lại và cái việc điều chỉnh nó có thể điều chỉnh thấp nhất về cái vùng trở lại vẫn là 935 nhưng mà có thể là cái vùng nó sẽ cao hơn à không phải anh chị nó sẽ không phải là 935 nữa đâu uhm, nếu mà lên ở vùng này 971 970 20 à khi đấy là 945 cho đến 950 945 cho đến 950 anh chị nhá à, đây là một cái vùng mà chúng ta sẽ nhớ này 945 950 và thứ hai nữa đó là nếu mà cao hơn có thể là vùng 960 đương nhiên là quan trọng nhất là chúng ta sẽ bị không bị FOMO ở những cái phiên mà 990 cho đến 1.000 rồi sau đó điều chỉnh về đây thì Thái Lê tin là trong cái giữa tuần tới các anh chị sẽ tiếp tục có một cái điểm mua gia tăng ở đây nữa sẽ có tiếp tục một cái điểm mua gia tăng ở đây nữa các anh chị nha rồi đấy là toàn bộ về viên đấy rồi đi sang về các cái nhóm ngành thì Thái Lê sẽ đi ở một cái cách rất là dễ nhìn cho các anh chị đó là cái thời điểm hiện nay thì nên tham gia vào những cái nhóm ngành nào. Ở đây là một cái bảng tổng hợp về xu hướng của dòng tiền. cái này các anh chị cũng không lạ với Thái Lê trong cái hành trình vừa rồi. Và đối với cái chuyển động của dòng tiền thời điểm hiện nay các anh chị sẽ thấy là cập nhật đến ngày 25 tháng 1. hiện nay xu hướng dòng tiền của nhóm thép hiện nay đang vô cùng là mạnh mẽ. Rồi nhóm chứng khoán, rồi nhóm đồ dùng cá nhân, nhóm bất động sản À, và nhóm vật liệu xây dựng à, còn đối với uh, các cái nhóm mà chúng ta thấy khá là, là là mạnh đợt vừa qua như nhóm ngân hàng thì đang có vẻ là tụt áp nhóm dầu khí đang có vẻ là tụt áp dầu khí ở đây đây là nhóm ga do vậy nên là cái thời điểm hiện nay thì nhóm ngân hàng thì thái lê vẫn đánh giá không cao lắm không cao lắm mặc dù ngày hôm qua là nó là xảy ra một cái phiên bùng nổ nhưng mà cái sự rủi ro ở cái nhóm ngân hàng này vẫn đang khá là cao khi mà cái dòng tiền tham gia vào nó khá là yếu nhưng mà ngược lại nó sẽ có một sự hỗ trợ tích cực đó là từ nhóm thép từ nhóm chứng khoán đặc biệt nhóm chứng khoán đúng là những cái sóng này mà tham gia mà không có một cổ phiếu nào chứng khoán thì đúng là buồn vô cùng đúng không anh chị à, rất là buồn luôn đấy rồi tiếp theo đó là cái nhóm bất động sản vì bất động sản thì nó đã giảm quá là sâu rồi nên các cái nhịp hồi phục của bất động sản thì hiện nay cũng được đánh giá khá lớn bây giờ miễn là bây giờ Novaland và PDR mà được giải cứu nữa thì đúng là tuyệt vời luôn à, rất là tuyệt vời ở cái chỗ đấy À, do vậy nên là ở các cái nhóm này như trong cái phiên của cái ngày à, thứ năm thì Thái Lê đánh giá về các cái nhóm ngành mà để cho chúng ta có thể tham gia mở mua được á thì gần như là cái nhóm thép là một cái nhóm mà Thái Lê à, đánh giá cũng khá là cao hai nhóm đó là nhóm chứng khoán và thép gần như hai nhóm là thép và chứng khoán các chị có thể thấy là khi thị trường bật lên thì rất là nhiều cái nhóm cổ phiếu đều bật tuy nhiên thì à, à, trong các cái điểm mà lựa chọn thì Thái Lê luôn luôn là lựa chọn những cổ phiếu nào nó có cái vùng hỗ trợ tốt nhất nó có dòng tiền khỏe nhất để tham gia thì nó khi xảy ra cái sự rủi ro thì các cái điểm đấy nó sẽ giảm mạnh nhất và có thể nó tạo ra những cái phiên hồi phục sớm và sau đó chúng ta có thể thoát được đó là cái lý do và cái thời điểm hiện nay Thái Lê không muốn các anh chị sử dụng một cái danh mục quá 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 nhiều cổ phiếu tranh mục quá nhiều cổ phiếu bởi vì quá nhiều cổ phiếu thời điểm hiện nay các chị khó để có thể kiểm soát được các chị nên để đánh khoảng tầm từ 2 đến ba mã thôi mỗi cá nhân chỉ nên 2 đến ba mã và các chị có thể lựa chọn ví dụ như một nhóm chứng khoán thì chỉ tham gia một mã thôi nhóm thép một mã thôi rồi nhóm bất động sản một mã thôi à, hay là nhóm điện một mã thôi tức là chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn như vậy để tập trung nhất và trong cái sóng mà sóng mà sắp tới thị trường điều chỉnh này thái lê tin là nó lại tiếp tục đảo vòng nó sẽ có một cái sự đảo vòng và chúng ta có thể quay trở lại cái cổ phiếu đấy hoặc cũng là cổ phiếu khác và nếu mà xét ở trên chuyển động dòng tiền đấy các chị có thể thấy này. đây là những cái danh mục mà Thái Lê đang khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư mua và nắm giữ các anh chị đều thấy nó đều có một cái xu hướng dòng tiền khỏe không? tất cả đều tăng vun vút đó đều hướng lên một cái mạnh và cái chuyển động dòng tiền này một cái rất là hay trong cái bối cảnh thị trường đao sen để chúng ta lựa chọn biết được những cái cổ phiếu nào là khỏe nhất các anh chị nhá À, đối với các chị mà có kinh phí thì các anh chị có thể mua cái phần mềm Optuma này. Optuma, nhưng mà Optuma thì cái chi phí của nó cũng hơi chát à, và nó không crack được. À, thì các anh chị có thể sử dụng ở trên là ông Fan, Fan hiện nay cũng có cái uh, Optuma này có thể ứng dụng được. Thì các anh chị sẽ, sẽ sử dụng ở trên đấy cũng có cái Optuma và chúng ta thấy nó khá là đơn giản. Ngoài ra nữa ở các anh chị khi mở tài khoản ở tại VBS thì VBS cũng cung cấp cho các anh chị một cái uh, Uh, trên cái cái đồ thị sạt một cái cái mà đánh giá các cái vùng uh, cái vùng mà xu hướng của dòng tiền để cho chúng ta biết được cái nó hiện nay đang nằm ở cái vùng màu nào màu xanh xanh lá cây hay là xanh da trời hay màu đỏ hay là màu vàng và chúng ta biết là nó nếu mà nằm ở màu đỏ này là rất là xấu và nằm ở cái ô màu, uh, màu xanh uh, da trời này improving là bắt đầu là khởi sự giống như chúng ta bắt đầu ươm mầm ấy. còn bắt đầu đến màu xanh này leading là những cái dòng tiền rất là mạnh và đến màu vàng là bắt đầu rơi vào suy thoái đó cái cách xem như vậy đó, và gần như các cái nhóm cổ phiếu Thái Lê khuyến nghị hiện nay đang đều có những cái đường đi và xu hướng dòng tiền đang rất là mạnh rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cái nhóm ngành đi à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đầu tiên thì Thái Lê sẽ đi qua về những cái cổ phiếu mà hiện nay Thái Lê đang khuyến nghị nhé để cho các anh chị chúng ta có thể dễ quan sát được à, rồi sau đó một lát nữa chúng ta sẽ đi vào những nhóm ngành khác các chị các chị có thể dừng một tí comment số hai ủng hộ cho Thái Lê cũng đội ngũ ITP và trong cái chương trình chứng khoán cuối tuần định kỳ vào chiều thứ bảy thì hiện nay đội ngũ ITP sẽ chuyển sang vào sáng chủ nhật các chị nha sáng chủ nhật của ngày mai thôi còn lại tuần tới thì chắc để ngồi tính toán lại đã nên là Thái Lê làm cái chương trình này để bù lại cho cái chị nếu anh chị đang mong chờ cái chương trình uh, chứng khoán cuối tuần cứ uh, 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần của ITP thì Thái Lê uh, bổ sung cái chương trình này và còn chương trình chính uh, đồng hành cùng với anh chị Phát đồng hành với bạn Tùng đồng hành với uh, uh, Ngọc Lâm đồng hành với bạn Nhất và đồng hành với các anh em ATP trong cái chương trình trao đổi chứng khoán cuối tuần thì hẹn các anh chị vào 9 giờ sáng chủ nhật ngày mai anh chị nha Rồi đầu tiên đó là cái nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì hiện nay thì Thái Lê cũng chỉ tập trung vào một số cổ phiếu đó là SSI. Đó, hiện nay SSI của chúng ta thì cũng đã bắt đầu bứt lên ở cái vùng bay này rồi. Thì Thái Lê cũng tin là thứ hai nó tiếp tục có một cái bật lên ở quanh cái vùng giá 10 uh, 17.9 cho đến 18 và Thái Lê tin là đây là một cái vùng mà các anh chị có thể chốt lời được. Các anh chị có thể chốt lời được nhá. Đây để Thái Lê sẽ cắt cái này. Cái này vẽ khi mà hôm mà khuyến nghị các anh chị mở mua từ cái hôm mà ngày thứ năm thì thứ hai hàng về hy vọng chiều thứ hai đừng có anh chị nào xả sớm <laughs> để chiều thứ hai còn còn bán được và sau đó nó sẽ có một cái khách sạn ở đây thì thái lê tin là nó sẽ có cái sự điều chỉnh sự điều chỉnh của nó có thể về lại ở các cái vùng giá 16 hoặc là 15.5 cũng nên đó, à, 16 có lẽ 16 là một cái vùng mà chúng ta có thể tham khảo được và khi điều chỉnh về cái vùng này các anh chị có thể mở mua và bắt tiếp tục một cái trend lên có thể khi đấy cái mục tiêu của chúng ta có thể là 20 các anh chị à, nên đừng có FOMO mua đuổi gì các anh chị nha rồi tiếp theo đó là cái cổ phiếu VND, rồi, VND VND thì cũng không khác gì SSI cái trạng thái khách sạn của chúng ta sẽ xuất hiện bắt đầu từ thứ ba, bắt đầu xuất hiện thứ ba các chị thấy rồi trong cái thời gian vừa rồi cái thị trường của chúng ta về cái cái uh, khách sạn nó có một cái 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 hiệu quả vô cùng là lớn, nếu các chị đã theo dõi Ê, Thái Lê ở trong tất cả các cái chương trình livestream vì Thái Lê sáng nào cũng vậy, 10 giờ 15 phút sẽ có livestream uh, trên uh, ITP thì gần như các cái đợt khách sạn nó đều tạo ra cái phản ứng và đó là lý do vì sao mà Thái Vệ Lê có thể đưa ra những cái đánh giá về các cái điểm mà có thể thị trường về các cái nhịp mà điều chỉnh hoặc là tăng lên ví dụ như những cái nhịp này đều chúng ta đều có những cái dự báo là hồi phục lên rồi sau đó lại tiếp tục là giảm xuống đó thì đó đều là cái khách sạn hay là ngày hôm qua và ngày hôm trước tại sao lại về ở cái vùng này đó là 934, 935 sau khi chạm về cái là chúng ta thấy thị trường nó đã bật lên rất là vô cùng là đúng cái kịch bản vô cùng là đúng với cái kịch bản mà đã đưa ra đó nó xuyên qua đúng cái vùng mà giao gam gãy này các anh chị này do vậy nên đầu tuần đầu tuần tới thì rất là dễ nó sẽ tạo ra một cái đà tăng như thế này đó, vẽ luôn cho các anh chị kịch bản rồi sau đó tiếp tục nó có một cái sự điều chỉnh nó hút về ở quanh cái vùng xoắn mây này đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ xem xét để có thể giải ngân và khả năng cao là chúng ta có thể tiếp tục giải ngân được ở cái vùng này các anh chị nhé. Đó. Có thể là cái vùng này và cũng có thể là đoạn này Thái Lê còn tin là nó có thể là bị kẹt rơi xuống ở khoảng lưng chừng lưng chừng ở quanh cái vùng 945 cho đến 950. Ok, đó là những cái thời điểm mà các chị có thể tiếp tục một cái đợt uh, giao dịch nữa. Đó. Ít nhất là chúng ta sẽ thiệt đỡ thiệt hại từ đây đến đây được anh chị nha rồi tiếp theo nữa là đối với cái nhóm mà thép nhóm thép thì là cái nhóm mà thái lê cũng khá là lăn tăn vì trước giờ thái lê cũng rất là hay đánh ở hai cái cổ phiếu à, đó là hoa sen và nam kim hơn bởi vì nó có một cái mức độ biên chạy khá là tốt tuy nhiên thì cái thời điểm như vừa qua thì thái lê đã không có vào hoa sen và nam kim bởi vì thấy cái mức độ thị trường nó vẫn có những cái sự rủi ro nên là mặc dù là cái sinh lời của Nam Kim Hoa Sen trong hai phiên vừa rồi tốt hơn nhưng mà Thái Lê đã quyết định lựa chọn cái việc mà tham gia vào cổ phiếu Hòa Phát từ cái vùng giá 14 và hôm đấy Thái Lê còn nhớ là mua xong cái là nó nó sàn luôn cái hôm ngày 23 tháng 11 này này đó đã khuyến nghị các anh chị Hòa Phát đã về một cái vùng mua mua 14 cái ngày này mua xong cái là đến ATC đập sàn luôn thật à. À, ngày hôm sau thì nó còn có những cái vùng về những cái vùng giá thấp hơn như là 13.7 Tuy nhiên thì cũng nhanh chóng 13.6 thì nhanh chóng sau đó nó đã cũng đã có một cái sự bật tăng trở lại 4% rồi ngày hôm qua thì cũng đã uh, gần như đối với cái vùng giá trần thì đây là một cái cổ phiếu mà các chị có thể yên tâm nắm giữ cho ngắn hạn cũng được mà cho trung hạn cũng được mục tiêu của chúng ta có thể hướng tới ở các cái vùng giá 18 Tuy nhiên cái thứ ba thứ tư vẫn là cái điểm mấu chốt các chị hôm nay theo dõi cái chương trình này và các chị hãy nhớ là thứ ba thứ tư đó là cái mốc mà Thái Lê tin là thị trường chúng ta sẽ cần thiết phải có một cái sự điều chỉnh sau những cái thử bật tăng vừa qua các anh chị nhá nhớ các anh chị nhá rồi ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ đi vào các cái nhóm mà về bất động sản à, về bất động sản thì cái thời điểm hiện nay thì Thái Lê cũng đang giảm giữ một số cái cổ phiếu gần như về bất động sản công nghiệp nhiều hơn như là Kinh Bắc này như là SSC à, rồi ngoài ra chúng ta còn có là HDC À, thì và KDH KDH thì gần như là cái cổ phiếu mà khuyến nghị với chị nhưng mà Thái Lê lại không đưa vào kịp trong cái danh mục đó, thì đối với như KDH thì Thái Lê cũng trước đó cũng đã cập nhật với chị về đối với cổ phiếu KDH cũng có rất là nhiều cái điểm mà có thể tham gia được đó, như KDH là chúng ta mua vùng 21 đúng không ạ 21 ngay ở cái vùng mà hỗ trợ này thì can ký thì thời điểm hiện nay nó cũng đã tạo ra một cái đà tăng KDH thì mặc dù là cái phiên thứ năm nó hồi kém nhưng mà ngày thứ sáu thì nó lại trần từ đầu à, đi sau nhưng mà thực tế thì tính tổng ra lợi nhuận của nó thì cũng không thể bằng được rồi tiếp theo đó là đầu tiên là kinh bắc này kinh bắc là gần như một cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp mà thái Lê tin là các anh chị nắm cho ngắn hay trung hạn thì đều tốt à, và khả năng cái đối với cổ phiếu kinh bắc thì trong cái những cái phiên nửa cuối tuần thì khả năng cao nó cũng chỉ kéo lên ở quanh cái các cái ngưỡng như là từ 18.5 đến 19 có thể đây là những cái vùng mà Thái Lê sẽ ưu tiên để các anh chị bán chốt lời trong ngắn hạn rồi sau đó chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp điều chỉnh trở lại ở dưới vùng giá 17 thì tham gia trở lại các anh chị nhé rồi tiếp theo đó là SSC SSC cũng vậy à, hiện nay khả năng cao của nó nó sẽ quay trở lại các cái vùng đỉnh cũ của nó trên này vùng 29 rồi sau đó nó lại tiếp tục có cái khách sạn gần như các anh chị thấy không sau một cái phiên bùng nổ theo đà mà các anh chị tìm kiếm các cổ phiếu đều rất là khó để tìm kiếm cổ phiếu để có để mua thì đích thị nó chuẩn bị là xảy ra cái sự điều chỉnh, đó và không khác gì thời điểm này nó rất là giống với 25 tháng năm nên là vì sao mà thái lê phải làm ngay ở cái chương trình video cuối tuần này thì hy vọng là nó có thể giúp ích được các anh chị phần nào trong cái việc mà đầu tư kinh doanh của nửa đầu tuần tới các anh chị nhá khi nó xảy ra các cái sự điều chỉnh này thì chúng ta có thể là tiếp tục một cái hành trình bật lên nữa à, ngoài ra rồi tiếp tục là đến HDC à, HDC sau khi về cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta cũng đã thấy có cái sự bật tăng HDC thì đã khuyến nghị cái chị mở mua từ ngày 23 tháng 11 chưa thì đến nay thì hàng của chúng ta cũng đã về rồi thì à, ngày hôm qua thì à, cái điểm tăng của HDC cũng khá là nhanh à, Thái Lê đầu tiên là còn tính nó, nó về ở đây nó còn rung lắc ở đây khoảng tầm 1 đến 2 phiên để bắt đầu lên thì cái vùng giá mục tiêu đầu tiên là nghĩ cũng chỉ còn loanh quanh ở cái vùng 35 này thôi nhưng mà nó khá là bật nhạy thế này thì đầu tuần khả năng cao là nó sẽ còn có ở các vùng giá như là 36 đến 36.5 thì đó cũng là những cái thời điểm mà chúng ta có thể ưu tiên chốt lời được rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi lại những cái sự phản ứng trong thời gian sắp tới của cái phiên ngày thứ năm thứ sáu. Tao hầu hết các chị thấy không, cổ phiếu đều ở về cái vùng cản mây cả, về vùng cản mây thì rõ ràng nó sẽ có áp lực chốt lời thôi. Và nhất là trong cái bối cảnh vĩ mô chưa có nhiều cái à, hỗ trợ như hiện nay. Rồi tiếp theo là cái nhóm ngành điện thì Thái Lê hiện nay cũng đang tham gia vào đối với những cổ phiếu gách à. Gách để bắt đầu khuyến nghị các anh chị vào 12 tháng 12 tháng 3. Gách là cái cổ phiếu mà gần như khuyến nghị các anh chị đánh đến được hai vòng. Đó, một lần nữa chúng ta cũng vào 12.3 luôn. Và sau đó là bán ở trên cái vùng này. Đáng tiếc hôm đấy hàng 12.13.6, 13 6 13 7 nó không kịp về nên sau đó bán vào cái vùng giá 13. Đó, thì sau đó chúng ta lại tham gia trở lại ở cái vùng 12.2. À, rồi tiếp tục là ngân hàng ngân hàng thì uh, gần như đối với Thái Lê cũng có đánh giá cao về những cổ phiếu STS nhưng mà buồn thay là STS nó quá khỏe đi STS tính là 16.2 cái chị thấy STH cổ phiếu mà gần như sau đó rất là nhiều anh chị hỏi lại là có mua đuổi hay mua không nhưng mà gần như 16.2 Thái Lê cũng đánh là uh, chờ nó điều chỉnh về đây về hỗ trợ mà nó có về đâu nó không về thôi phải chấp nhận thôi coi như là bỏ STB thì nó sẽ đánh lên được một cái nhịp này nữa với hưng phấn này chắc kéo lên khoảng tầm loanh quanh 19.5 cho đến 20 và các chị để ý nhé vùng này là vùng chắc chắn phải chốt và gần như đây là một cái vùng cản cản là rất là mạnh luôn á do vậy nên là trong cái thời gian sắp tới ETS sẽ là đổi đổi về về như ở nhóm ngân hàng đang STS hiện STB hiện nay đang rất là, là là mạnh nhưng mà trong cái thời gian tới nó sẽ thay đổi là thành một cổ phiếu khác nên các chị là nếu mà nghĩ STB trong đợt vừa rồi tăng mạnh quá và đợt tới nó cũng tiếp tục mạnh thì có thể các chị bị nhầm lẫn đấy đoạn này thì Thái Lê nghĩ khi nó điều chỉnh thị trường có thể vẫn tiếp tục sideway hay là điều chỉnh nhưng mà ông này ông ấy sẽ trượt một cái dốc khá là sâu. Nên STB thì thời điểm này các chị nên bỏ qua. Còn thời điểm này thì đối với ngân hàng thì Thái Lê chỉ còn khuyến nghị các chị mỗi mỗi mã đó là CTG, nó cũng nằm thuộc diện ở trong ngân hàng nhà nước. À, và trước đó thì có khuyến nghị các chị BIDV nhưng mà đáng tiếc cũng bán hơi nhanh và Thái Lê tin là đối với CTG trong cái thời gian sắp tới nó sẽ chạy à, tiếp tục giống như BIDV đó là vì, lý do vì sao CTG gần như nó cứ về vùng 24 ở đây là khuyến nghị các anh chị có thể mở mua được đó. Các anh chị thấy mở mua 24 CTG trước đó đã mua mấy vòng ở 24 rồi à, Mua mấy vòng 24 rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ Thấy là CTG trong cái thời gian sắp tới chắc nó sẽ chạy chỉ lên ở quanh cái vùng giá 27 27 27.5 chắc có lẽ cũng là một cái điểm mà cái chị có thể chốt bớt. Riêng đối với CTG thì Lê chỉ nghĩ là chốt bớt thôi, bởi vì nó có thể còn kéo lên cả vùng 29 nữa. Cái này chúng ta phải theo dõi thêm. À, bởi vì cái thời điểm hiện nay cái sự ủng hộ của à, cái dòng tiền nó tham gia vào ngân hàng, nhóm ngân hàng nhà nước thì cũng đang có chiều hướng khá là tốt. Đấy. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi uh, lướt qua những cái cổ phiếu khác, những cổ phiếu nóng như ở nhóm bất động sản như là BIDV BIDV thì cái thời điểm hiện nay Thái Lê cũng đánh giá à, bất động sản à, uh, BDG à, mồm nói nhưng mà cuối cùng là tay gõ lộn <laughs> rồi đối với CTG CTG thì cũng đang khá là tốt và CTG trong cái tuần tới các chị hoàn toàn có thể canh mở mua ở cái vùng 12 nhá đầu tuần tới nó kéo lên ở khoảng tầm 10 uh, 14 rồi thì các chị đừng có phô mô nhảy vào nữa Thái Lê tin là nó sẽ có một cái áp lực bán ở đây Thái Lê tin là có một áp lực bán và có khi là chiều thứ hai nó bán luôn nên sáng thứ ba mà nó bật tăng lên mạnh mẽ quá thì chúng ta nên thận trọng hết sức là thận trọng về cái cú kéo lên của ngày sáng thứ sáng thứ hai đó, còn à, thứ ba thứ tư khả năng sẽ mở ra khá là nhiều cơ hội để cho các anh chị mua. do vậy nếu các anh chị vẫn còn băn khoăn về trong cái việc mua thì các anh chị có thể liên hệ sớm với thái lê để chúng ta có thể tham gia vào các cái room tư vấn cũng như là à, các anh chị có thể à, nhận các cái à, điểm à, hỗ trợ mua bán à, cơ cấu lại danh mục trong cái thời điểm hiện nay sao cho phù hợp nhất các anh chị nhé. À, cũng gần tết rồi hy vọng là tất cả thị trường nó à, thực sự đi theo những à, cái xu hướng sideways up đó là một cái điều ổn nhất và tích cực nhất để chúng ta có một cái tết vui vẻ các chị rồi thì đấy là cái cổ phiếu DG chúng ta sẽ chờ ở 12 12.5 các chị nha 12 12.2 rồi một cổ phiếu nóng nữa đó là sell đúng là sao cổ phiếu nào cái chị nào mà mua ở cái vùng giá bắt đáy 16 sáu tháng 11 thì chúc mừng các anh chị đã có 50 phần quá xuất sắc đúng không không có gì xuất sắc hơn được nữa thì đối với sell thì Thái lên cũng không có gì đánh giá khác đó là nó vẫn sẽ tiếp tục còn có những cái cú kéo lên chắc khoảng tầm vùng 15 kéo lên khoảng tầm 15 và dễ dàng 15 hoặc 16 ở đây nó tùy vào cái hưởng ứng và sau đó nó sẽ có cái sự điều chỉnh nên thứ hai và thứ ba cái chị nào mà đua vào sell thì Thái lên nghĩ là thôi cái chị hơi bị sai luôn à? Đó, các chị cứ theo dõi thêm có đúng như Thái Lê chia sẻ không. Rồi, hôm nay uh, chương trình cũng hơi dài. Uh, các chị có thể comment giúp uh, Thái Lê uh, số 5 uh, ủng hộ cho Thái Lê nhá. Một số cái câu hỏi của các chị các chị có thể uh, uh, liên hệ trực tiếp uh, trên cái Zalo của Thái Lê luôn nhá. Rồi cảm ơn à, các anh chị rất là nhiều Và Thái Lê có để cái đường link à, Mở à, Đăng ký tham gia vào cái room tư vấn Hoặc là các anh chị có thể liên hệ trực tiếp Hoặc là các anh chị có thể đăng ký vào cái đường link đấy Để Thái Lê hỗ trợ các anh chị nhé à, Ngồi nói luôn à, có chương trình à, à, Dành cho các anh chị đấy, Một chương trình à, Rất là thức thời đúng không đấy, Black Friday à, Violet đấy, à, Những ngày Những à, ngày ngày thứ sáu đen nhưng mà tím à, thì uh, trong thời điểm hiện nay các chị nếu mà mở tài khoản uh, giao dịch ở tại uh, uh, VPS theo ID 6348 của Thái Lê thì các chị sẽ tặng một khóa học phân tích cơ bản một khóa học phân tích kỹ thuật miễn phí giao dịch 6 tháng các chị nhé Đây một cái chính sách Thái Lê thấy vô cùng là tốt thì hy vọng là trong cái thời gian sắp tới được đồng hành cùng với các chị uh, trong cái quá trình đầu tư chứng khoán và đặc biệt nhất là chúng ta sẽ đón cái sóng của cái năm 2023 hy vọng nó sẽ làm lại uh, cho chúng ta uh, những cái sự mất mát là uh, đã có trong cái năm 2002 vừa rồi Đấy, và đặc biệt nhất là đừng có để là cuối năm là chúng ta bị dính một cú FOMO ở đây nữa là coi như hơi bị mệt mỏi nhá anh chị có thể chờ điều chỉnh ở vùng này rồi đối với các cái cổ phiếu khác của cái nhóm à, Thái Lê sẽ đi vào một cái số cái nhóm này nhóm thép thì chúng ta thấy là nó chỉ có một số mã đã đi rồi à, đây là nhóm dầu khí nhóm dầu khí gần như là một cái nhóm mà thái lê đánh giá cái đợt này cái chị hết sức là phải thận trọng hết sức là thận trọng mặc dù là hiện nay nó đang kéo lên khá là tốt nhưng mà gần như đối với cái nhóm này thì hiện nó đang rơi vào những cái quá trình mới giảm thực sự là nó mới giảm thôi mới giảm như PLX thì nó giảm khá là sâu rồi thì có thể là tiếp tục kéo lên ở các cái vùng giá 29 đây tiếp tục điều chỉnh các chị thấy không ngày hôm nay ngồi đi xem xem cổ phiếu nào cũng kéo lên khoảng tầm thứ hai thứ ba nữa là coi như là điều chỉnh do vậy thứ hai thứ ba các anh chị nào mà nhảy vào mua là hơi bị căng luôn á hơi bị căng luôn đấy thực sự luôn đấy và thứ ba thứ tư các anh chị mà giữ được tiền nó khoảng tầm thứ tư các anh chị sẽ có rất là nhiều cơ hội mua còn các anh chị nào đảo hàng thì có thể là thứ hai tăng lên các anh chị nên tranh thủ để bán ra các anh chị nhá Rồi BR này, thử xem BR thế nào. Hầu hết thì một số câu hỏi của anh chị đang đặt ở đây thì uh, Thái Lê cũng uh, uh, đi tổng thể luôn các cái cổ phiếu uh, uh, chính của 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 các cái nhóm luôn á thì chắc là các anh chị sẽ xem và tương tự như vậy thôi. Thời điểm này khá là giống nhau đối với rồi thì khá là xấu chị này nó thằng nào nó cũng leo lên được các cái cùng cản ông này vẫn nằm ở cản các chị cẩn thận à, nó ngoi lên đốt được 14 này cuối cùng là đến khi thị trường giảm ông này giảm đầu tiên cầm cờ chạy đầu tiên luôn cực kỳ nguy hiểm đối với BR trong cái thời điểm hiện nay à, mà chúng ta thấy nó nằm ở cái vùng xấu ấy. Đấy, nên cái chuyển động dòng tiền này khá là hay đó như đối với cái này các chị thấy không GIL này VGT những cái ông mà như đặc biệt GIL nó cầm cửa tím nó chạy miệt mài chạy miệt mài từ cái đợt mà 15 đến 25 này, này. khủng khiếp thật đúng không khủng khiếp và thôi đoạn này thì có khi là gửi thằng này chạy trước nhưng mà thằng này sẽ điều chỉnh sớm thứ hai khả năng là chiều thứ hai các anh chị có thể thấy giá đỏ của ông gửi cũng lên nên là ở à, thứ ba chứ thứ ba Đó, thứ hai chắc còn kéo lên nữa nên hết sức là thận trọng các anh chị nha Đấy, bây giờ hôm nay cũng bắt đầu vừa làm chương trình chứng khoán cùng các anh chị nhưng mà bắt đầu Thái Lê cũng mới view lại thấy mã nào cũng bắt đầu là xuất hiện cái trạng thái cái trạng được ngày thứ ba rồi. Hơi bị căng thẳng đó ha. Hơi bị căng thẳng luôn. Rồi, vào những cái nhóm chính hơn này, nhóm sẽ lắp đi. Đầu tư công bây giờ ai cũng kỳ vọng. À, đầu tư công phụt 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 vô cùng là mạnh. Rồi ok, chúng ta đi vào đầu tư công nhá. Đầu tiên nó là HBC. Đầu tư công nó cũng là cái nhóm mà Thái Lê các chị thấy này. của từ cái ngày uh, thứ mấy nhỉ ngày thứ uh, hai thứ đâu rồi đây cái ngày mà 22 tháng 11 cái ngày mà thị trường gói tăng lên ấy, thời điểm đấy thì Thái Lê cũng bắt đầu thấy xuất hiện cái nhóm đầu tư công cũng khá là tốt đối với nhóm xây lắp này hiện đang có tín hiệu dòng tiền vào khá tốt và khi có thêm các tín hiệu tích cực sẽ khuyến nghị tới rung các cổ phiếu theo dõi đã đặt phương HBC FCN hút tuy nhiên thì cái này thì thái lê chưa đưa ra cái khuyến nghị các anh chị sẽ mua nhưng mà thời điểm đấy nó bắt đầu có cái xu hướng là tích cực nên chúng ta sẽ đi vào trước những cái cổ phiếu này này như là đạt phương à, đạt phương là cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái hôm vừa rồi nó có cái thông tin về ông chứng khoán m về msb mb ấy. ông ấy uh, cắt hết margin của đạt phương đấy là một cái cái mà thái lê khá là giật mình và hôm đấy thì cổ phiếu này nó đã có một cái cú đập hết sức là mạnh hết sức là mạnh và sau đó thì cuối phiên đã tăng trần à, tăng trần cái à, hôm đấy là cũng không kịp nhìn ra không nữa là đây là một cái cổ phiếu khá là tốt để chúng ta có thể tham gia được nhưng mà thôi nhưng có cái nào nó đã qua rồi thì coi như là bỏ luôn đúng không à, rồi tiếp theo là như HBC HBC cũng là một cổ phiếu khá là mạnh nhưng mà cái chị thấy không à, nếu mà chúng ta tham gia vào những cái cổ phiếu này quá là sớm thì thực sự là cái rủi ro nó rất là cao nó không được những cái cổ phiếu khác nó chưa vừa là qua cái vùng kháng cự đó là lý do vì sao mà đối với nhóm đầu tư công thì thái lê tin là trong cái su, trong cái nhịp mà nhịp hồi vừa rồi đầu tư công rất là 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 ủy hoài đúng không trong tuần vừa rồi các chị thấy đầu tư công có tăng mạnh không không nhưng mà trong vòng mà cái nhịp điều chỉnh của thứ ba thứ tư sắp tới thì thái lê tin là đầu tư công sẽ là một cái nhóm hay ho hay ho luôn đấy để các chị đầu tư nên các chị chờ đợi nhá và có thể là đợt vừa rồi thái lê danh mục ở đây chưa có khuyến nghị các chị nắm giữ về cái nhóm đầu tư công À, chỉ có là có hòa phát thì cũng được gọi là đầu tư công nhưng mà nói về cái nhóm ngành xây lắp á, à, thì là có thể là trong cái nhịp khoảng tầm giữa tuần tới thì thái lê sẽ tập trung hơn với cái nhóm này chúng ta cũng sẽ chuẩn bị về cái trường hợp đấy rồi ngoài ra nữa ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ thấy những cái cổ phiếu khác cũng đang mạnh này như là này như đạt phương này hòa hp này fcn này Hút này đây đều là những cái cổ phiếu có xu hướng dòng tiền khá là mạnh nên thái lê mới tập trung À, tuy nhiên đánh hút thì à, chúng ta sẽ chờ đợi mua lại ở các cái vùng giá 13.5. Riêng hút thì không phải vội, các chị nhé. Nhưng mà hút là bắt đầu hôm nay có tín hiệu khá tốt rồi à. Đầu tuần mà có rung lắc 13.5 là các chị có thể tham gia được. À, LCG chủ tịch bán. Thôi cái này cũng phải chờ giữa tuần đi. Hiện nay nó cũng chưa có gì hay. Nên à, đối với cái cổ phiếu à, nhóm lắp thì à, thứ ba, thứ tư, thứ tư. À, đây tin là nó sẽ có tạo ra những cái dấu ấn mới trong cái tuần tới. Như vậy là tuần mới là phải để ý nhóm đầu tư công các chị nhé. À, nông nghiệp thì chúng ta sẽ để ý qua một số cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai cũng hiện nay dòng tiền vào cũng khá là khỏe này. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai chắc là đầu tuần nó còn kéo lên nốt ở cái vùng giá là quanh 9 rồi sau đó xảy ra cái sự điều chỉnh vào ngày thứ ba thứ tư Wow, bây giờ coi cổ phiếu nào cũng có cái đến cái ngày điều chỉnh đấy nhỉ. Đó chết giờ ấy nhỉ. Rồi chứng khoán này, chứng khoán Thái Lê sẽ chỉ đi vào những cái cổ phiếu khá là mạnh thôi nhưng FTS là Thái Lê cũng đánh giá khá là cao về cái cổ phiếu này. Đó, nhưng mà đầu tuần tới thì khả năng nó cũng cao nhất là đánh lên được khoảng tầm 18 đến -18 18.1 thì các anh chị nhớ là ưu tiên để bán này sau đó nó sẽ có thể xảy ra các cái nhịp điều chỉnh về quanh 16 thì thời điểm đấy chúng ta sẽ tham gia vào cũng không có gì phải vội cả đúng không BSI cũng rất là mạnh này VND APG SSI đó, nhưng vì sao mà Thái Lê chọn hai ông này bởi vì nó gần những cái xu hướng dòng tiền của nó là mạnh nhất và các cái vùng hỗ trợ được vừa rồi của hai ông này cũng khá là tốt đó, còn lại những cái ông khác như VCI cũng ổn này HCM cũng ổn nhưng mà gần như nó đi sau hay là cái ông ông gì ạ ông Vích ông đi sau cái Vick này không biết là chủ tịch đợt tới bán 120 mấy cổ phiếu thỏa thuận không biết là ai sẽ là nhà đầu tư chiến lược ở đây đúng không à, rồi lướt qua một số cổ phiếu đấy như là FTS như là MBS xem nào MBS cũng tích lũy khá là tốt này MBS khá là tốt như vậy gần như đối với nhóm minh khoán khi đã chạy thì nó cũng chạy khá là manh nhưng mà cái cản của ông MBS khá là gần ở đây rồi đánh nó không, không 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 không, mạnh được như những cái cổ phiếu khác đâu VCI sao mà VCI cũng cản ở vùng 21.8 thôi ok tôi lại như vậy đối với nhóm chứng khoán thì các chị sẽ chờ đợi khoảng tầm giữa tuần nhá giữa tuần rồi tiếp theo là cái nhóm banh nhóm banh nhưng ở đây đối với cái nhóm banh thì chúng ta đang thấy là có một số cổ phiếu khá lộn xộn cơ bản là đối với nhóm banh là khá lộn xộn cái gì? đấy stb là mạnh nhất là nó chạy ở đây à, ctg thì à, mặc dù về vùng suy thoái đang có những cái quay đầu nên thái lê cũng đang ưu tiên cho ctg nhưng có thể là rồi cũng à, nghiên cứu à, bán bớt khi nó có những cái dấu hiệu như vb bank bắt đầu về những cái xu hướng à, suy thoái này khá là khoai này. nên vì sao mà cái nhóm Bank đợt vừa rồi thái lê không có ưu tiên lắm mặc dù Bank là cái nhóm mà thái lê đặt kỳ vọng khá là cao trong mỗi cái sóng nhưng mà đợt vừa rồi gần như là nhóm Bank ấy chị thấy ít mã có mỗi STB với CTG mà mỗi ông STB thì ông ấy chạy mà vù vù không 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 về đón đón tàu mình cả <laughs> còn chứ mỗi ông CTG ta còn lại thì gần như ta đây cũng đang đứng ngoài đối với nhóm banh này chúng ta sẽ chờ đợi trong cái thời gian sắp tới và lý do vì sao cái nhóm banh á, cái này thì chắc anh chị mà theo dõi livestream với Thái Lê hàng sáng thì à, Thái Lê nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nó từ cả từ đầu tuần trước đó gần như nó gặp cả cái mây này nên là cái việc mà khả năng cao này để nó bứt tốc được đoạn này rất là khó các chị thấy không đến mãi cả tích lũy cả một tuần này thì bắt đầu từ mới chui ngoi được vào mây nhưng mà với kiểu ngoi này thì khả năng ngoi thêm phát nữa là coi như lại rớt nói chung là không mạnh lắm không mạnh lắm nhưng mà cái đợt mà điều chỉnh sau này thì bắt đầu lại ngon đấy điều chỉnh sau này cái là bắt đầu là lại 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 tạo về cái nền mà nền nó đã tích lũy trước này thì khi đấy các chị có thể nhảy vào để tham gia được rồi uh, cuối cùng là chúng ta sẽ đi thêm với cái nhóm bất động sản nè bất động sản thì cái thời điểm hiện nay cũng có khá là nhiều mã ấy. Đó, và lúc nãy thì chúng ta cũng đã đi vào một số cổ phiếu rồi, tại đây sẽ đi thêm như là đối với à, nhóm của đất xanh, đất xanh còn như HDC thì chúng ta thấy cũng đã khuyến nghị mua này, KDH, à, kinh Bắc mà gần như đối với nhóm bất động sản cái chị lưu ý là cũng đều đã có những cái đà tăng rồi và rất là dễ đầu tuần nói thì tiếp tục một cái sự điều chỉnh giảm, đó như là đất xanh này, đất xanh là kéo lên được qua lanh quanh ở cái vùng giá 11 rồi bắt đầu là tiếp tục giảm, à, xin các anh chị tí nhé. đang ở yên ổn có đứa gọi điện hỏi căn hộ anh có bán không chết dở chắc nó thấy thị trường bắt đầu uh, bắt đầu đến ngày bùng nổ theo đà rồi nên là uh, gọi điện hỏi Thái Lê có muốn uh, bán này tắt tay không đây chết vợ cầm hết sổ đỏ rồi còn đâu <laughs> rồi bây giờ là chúng ta tiếp tục làm cái đất xanh đúng không, đất xanh chạm vào đây khả năng nó tích lũy, wow. thế này thì thôi wow. ok như vậy thì thái lê cũng đã đi cùng với các anh chị cũng trong cái chương trình này cũng khá là dài và cái điểm nhấn cuối cùng ở đây đó chính là vẫn là hai cái vấn đề rất là quan trọng là mà thái lê hy vọng các anh chị chúng ta luôn luôn phải nghĩ tới có lẽ các chị có thể viết lên một cái tờ giấy bùng nổ theo đà hay là bút sáp dán hẳn luôn trên màn hình để tránh cái trường hợp các chị chúng ta bị mua vào đúng cái thời điểm FOMO. Và trải qua những cái cái mà phân tích vừa rồi thì gần như cái FOMO có thể xảy ra vào cái ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Nếu thị trường tăng, nếu các chị có hàng, hãy lên ưu tiên cho các chị bán chốt lời và có thể các chị không bán hết, các chị bán 50% cũng được. Nhưng mà nên cần thiết việc đấy. Còn lại nếu các chị nhảy vào mua thì Thái Lê nghĩ đó là một cái phiên hơi mệt mỏi Hơi mệt mỏi Bởi vì cái phiên mà bùng nổ theo đà của cái ngày hôm qua khá là mạnh ngày 25 tháng 11 Nó sẽ trả hàng vào cái ngày thứ ba Nên các chị vẫn hoàn toàn có thể là có những cái cơ hội vào cái ngày uh, thứ hai và sáng thứ ba Để các anh chị có thể xử lý Tốt nhất là xử lý được bớt được ở cái vùng ngày thứ hai các anh chị nhé Và từ ngày thứ ba thứ tư trở đi Thì với cái việc mà xuất hiện cái trạng thái Cái sạn ở đây của VNX của rất rất nhiều cổ phiếu, đại đa số cổ phiếu lúc nãy giờ Thái Lê phân tích cho anh chị rồi thì đó nó sẽ xảy ra cái điều chỉnh và Thái Lê cũng hy vọng là thị trường trong một cái đà tăng như vậy nó nên có những cái sự điều chỉnh và điều chỉnh này nó sẽ tạo nền cho thị trường của chúng ta có những cái đà tăng và đó là một cái mà chúng ta đã gặp ở cái thời điểm ngày 20 tháng 7 đúng bật lên ở đây các anh chị này sau đó tiếp tục đó một cái sự điều chỉnh lại đây và điều chỉnh lại đây đây là một cái điểm cực kỳ đẹp để các anh chị tiếp tục mua mua vào cái giữa nửa cuối của tuần tới đó, các anh chị nên là hy vọng là chúng ta sẽ đón nhận được cái cơ hội này và ngoài ra nữa nếu có xảy ra cái trường hợp mà chúng ta mua điều chỉnh ở đây có xảy ra cái việc mà bị sai trái thì đây vẫn là một cái vùng hỗ trợ mạnh nên nó sẽ test đi rung đi test lại các chị cắt lỗ cũng ít nhất đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ khi mua thì cắt lỗ ở đâu và nếu mà chốt lời ở đâu và cái tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ của chúng ta phải là một cái tỷ lệ cực kỳ ngon và thứ hai là cái vùng hỗ trợ về mạnh để khi mà nó xảy ra phá vỡ đi cái hỗ trợ đấy nó phải còn có cái sự test lại các anh chị nhá hy vọng là cái chương trình cảnh báo của ngày hôm nay thì sẽ giúp ích được các anh chị trong cái chương trình trong cái hành trình đầu tư chứng khoán và một lần nữa thì cũng hy vọng là có thể đồng hành với các anh chị trên chặng đường đầu tư chứng khoán trong cái thời gian sắp tới và các anh chị có thể liên hệ với tai lê xeo thố điện thoại ở trên màn hình để cho chúng ta có thể kết nối với nhau và hy vọng là được hỗ trợ các anh chị nhá rất là cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một cuối tuần vui vẻ và một cái tuần mới bùng nổ và có những quyết định đầu tư đúng đắn hiệu quả rồi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.